Wow, tự nhiên vô tình làm được bí kíp. Biết được ngoài rất phù hợp với mình rồi mọi người ạ. Khi nào anh cưới hả? Thì định là năm 28 tuổi. Mà mọi người mua áo ủng hộ tôi đi. Mua áo ủng hộ tôi thì tôi mới có tiền cưới vợ được. Nhìn ngầu nhờ. Hai anh chị có thật ngoài đời không? Có thiệt. Áo size 2 hả? Size 1 hiện tại đang tạm hết, nhưng mà còn những cái mẫu áo khác các bạn có thể mua size 2 mặc được, tin mình đi. Anh chị Như Thủy gào thét tên em. À, Nguyễn Hồng My. Ôi thần linh ơi. Đẹp trai hơn, ôi thích rồi. Đổi tóc vô mà đẹp trai hơn, ôi thích luôn. Một nét 57, 43kg mặc size gì kìa ơi. 1m57. Ừ. 43kg mà size 1. Nhưng mà size 1 hiện tại đang tạm hết hàng. Hết, còn nếu mà muốn mặc dấu quần á. Mà size 2 thì mặc size 2. Đây tôi để góc bên này là nhìn tôi đỡ mắt sưng nè mọi người. Rồi. Thôi tôi ngồi bên này. Ngồi anh không lẽ giờ tôi nói chuyện tôi cứ ngồi vậy đi. Đó tôi ngồi vậy được không? Hello bé Hưng. Bé Hưng. Kể chuyện sinh nhật đi anh chị hả? Mọi người muốn nghe kể chuyện gì không? Hôm qua thì Otis với lại cục cưng với lại đi ăn uống với lại Dương với lại chị Lucy cũng rất là vui. Lễ có về quê không? Lễ thì cũng không biết nữa, tại vì đang bận đi quay phim. Mọi người mua áo ủng hộ quê đi cho tôi kiếm có nhiều xiền cứ vợ. Giờ anh bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ là 25 tuổi. Mà tính tuổi muộn nữa là 26 tuổi. Tuổi... đó 26 tuổi. Nè, cô bé mông cỏ nói chuyện với mọi người nha. Bên này sợ bên này nó đẹp hơn à? Tóc bên này đẹp hơn rồi. Thế cũng đẹp mà đúng không ạ? À, chắc phải đi lao cái kính này xấu quá. Hello mọi người. Tôi đây. Tập comment của mọi người đi. Anh tháo tóc giả ra đi chị ơi á hả? Đó em có nên tháo không anh? Không biết. Tóc tôi nghĩ là nó cũng rối bời với cái bộ tóc giả này rồi mọi người ạ. Đây tôi phải đi ra xíu nha. Ayo. Rối bời rồi. Thôi thì để thấp giải như nãy đi. 1m60kg 48. 1m60 mình sẽ may size 2 nhé. Tháo ra xinh hơn. Ê, anh ở phía soi mà phía trước đi. Thôi đầu em lên này. Sao sao chứ giờ sao? Để em đi lấy cái mũ nha. Thôi cưng mà. Mắc cỡ. Cô bé mắc cỡ. Có xe 3, có xe 3. Có xe 3 nha. Ước hello Thùy Bôn. Đố anh Otis. Đố anh. Đâu. Đố gì đây? Đố gì mà kéo nhanh quá không có thấy được luôn á. Đố anh Otis sinh nhật chị Trang vào ngày mấy? Ngày 16 tháng 10 nha mọi người. Đố cái gì khó hơn được không? Gào thét tên em này Như Ngọc. Kể chuyện mắc cười đi anh. Có chuyện gì mắc cười để kể ta. Gần đây thì không có chuyện gì mắc cười hết. Thích yêu Trang bao nhiêu? Thích yêu Trang bự nè. Khổng lồ luôn. Hello Nhị Chút. Cạo đầu bao lâu thì tóc dài ra lại hả? Theo kinh nghiệm của mình thì nếu như mà cắt tóc ngắn mà sát luôn á thì khoảng tầm 2 đến 3 tháng hoặc là phải nửa năm hơn thì tóc mới bắt đầu dài ra lại. Còn muốn mà dài ra liền luôn thì đầu tư một bộ tóc giả. sao dạo này không còn thấy lớp học Hoàng Mỹ nữa là bởi vì hiện tại là chương trình đang tạm thời ngừng phát sóng một tí, tại vì đang là gọi là nghỉ hè kiểu như vậy. Tóc anh mua ở đâu vậy?
size 2 to không? Size 2 thì mình đang mặc nè, mình thấy size 2 cũng không quá to, cũng vừa vừa. Có nghĩa là nó mặc rộng mà thoải mái á. Nếu như mà các bạn muốn mặc theo kiểu rộng rộng thì kể chuyện sinh nhật đi. À, sinh nhật hả? Thì cái bữa đó là Otis đi tập xong rồi Trang nói là thôi hôm nay mấy giờ anh về, anh đừng có về sớm á, về trễ đi. Xong cái là mình thấy cái gì vậy ta, sao tự nhiên bữa nay kêu mình về về trễ, nhưng mà mình cũng nghi nghi rồi, chắc là ở nhà tổ chức sinh nhật cho mình. Nhưng mà kiểu cũng biết rồi, nhưng cái xong bắt đầu cái mình cũng nghi nghi, tại vì bữa đó là Trang cũng đang bị bệnh, Trang bị bệnh Covid, và mấy hôm đó là Trang cũng đang rất là mệt. Xong rồi về nhà thì mình về tới nơi rồi không cho mình vô nhà chứ, bắt mình ở ngoài nó đợi đi. Xong rồi ngồi đợi hồi xong kêu mình là thôi đi xuống đi vòng vòng dưới đi mua gì ăn đi. Cái tí hồi lên nữa thì lên trên nhà xong bắt đầu cái mở cửa ra thì là Trang chuẩn bị sinh nhật cho mình. Mình rất là cảm động vì nói chung là đang bị bệnh, đang bị Covid mà tổ chức sinh nhật cho tôi nữa. Tại sao con mèo lại tên mía vậy? À thì mấy bạn có biết Ali Hoàng Dương á, có nickname mà là Mía Công Tử không? Thì vì mình yêu quý Ali cho nên là mình đặt con mèo mình tên Mía luôn. Chị Trang đâu rồi? Mọi người chọc Trang, tóc Trang, Trang đi chỉnh tóc rồi mọi người ạ. Anh có yêu chị Trang không? Ok, tóc đẹp rồi, tóc đẹp rồi, tóc đẹp rồi. Anh yêu Trang nhiều lắm mọi người à. Người yêu ơi có biết. Đây, hai bà đẹp. Rồi. Hello. Đó, xin rồi. Hello, Notice nha. Xin chào mọi người. Gào thét tên Phương Thảo. Mọi người ô mua áo ủng hộ mình đi mọi người. Mua một chiếc áo I love you mama này đi. Tóc Trang là tóc thật hay tóc giả? Thế là tóc tóc thật hết nha. Hai đứa mình đều là mặc tóc thật hết, chứ không có đứa nào làm tóc giả hết. Mở YouTube làm chiếc vlog cơm chó đi hả? Rồi anh Tuấn Dương chị Lucy like đi. Mình không biết rủ sao hết. Tóc anh bết bết cái kiểu vuốt keo vậy á. Đây. Là sao không hiểu? Đây. Không hiểu. Không hiểu thôi. Mình không có chung, tụi mình ở đây kiểu ở nhà nhau thôi. Anh chị kể một ngày khi anh chị ở cùng nhau đi hả? Khuya. Khuya Ủa? là hôm trước ấy. Hôm trước mình livestream, chúng mình livestream khuya. 10 giờ 11 giờ. Một ngày của tụi mình thì vào buổi sáng, ví dụ như hai đứa dậy sớm xong rồi đi xuống dưới, nếu như mà hôm nào mà có ở chung nhau á thì sẽ đi chợ mua cái này kia rồi lên nấu ăn, ăn nhẹ xong rồi bắt đầu cái đi tập thể dục. Buổi sáng thì hai đứa thích ăn táo lắm, đi mua táo ăn táo xong rồi đi tập thể dục xong rồi về ăn trưa rồi có rồi cái chiều thì cái buổi thì Trang học 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 tiếng Anh này kia còn rồi đi chụp feedback này, đi chụp cho quần áo cho cái shop. Những ngày thì mình bận nhiều, mình đi quay từ sáng đến tối luôn à, cũng không có, nhiều khi hai đứa cũng không gặp nhau nữa, có khi mấy ngày hai đứa không Gặp gặp mình nhau. quá nhiều mà chưa được một lần gọi tên kìa. Nguyệt Đồng kìa. Hello Hello Nguyệt Đồng, Nguyệt Đồng. Hello Quốc Duy. Chị Trang sinh năm bao nhiêu? Chị Trang sinh năm 2001. Ngồi xuống đi chứ đâu chưa. Em Ngồi xuống đi. chưa 18 tuổi.
Hello Bảo Cường. Hello chào Biểu. Anh kêu chị Trang nói tiếng Anh đi. Giờ này anh có gặp anh Nhậm không? Hôm qua mới gói cái áo xong rồi gửi qua tầng tặng cho Nhậm nè mọi người. Hello Doãn, Doãn Quốc Trọng, Doãn Đoàn Quốc Trọng.